Hoa hồn sớm nở. Tập 5. Tập cuối. Nghiêng đầu nhìn gian hàng trưng bày giới thiệu xe hơi của công ty, Ngữ mỉm cười khoan khoái. Đây là lần đầu dự hội chợ ở các tỉnh đồng bằng, nên công ty không ngại chi nhiều tiền để quảng cáo, tiếp thị. Với tư cách phó giám đốc, anh đã thành công khi tổ chức chu đáo việc giới thiệu sản phẩm của công ty mình. Lễ khai mạc vừa xong, nhiều quan khách và dân chúng tỏ ý thích thú khi tham quan khu trưng bày các loại phương tiện chuyên chở của hãng. Vậy là sau 4 năm nắm bắt thị trường ở miền Nam, Ngữ đã nhanh chóng tìm hiểu và đoán đúng sở thích của người dân ở đây. Nằm dài lăn xả vào công việc suốt ngày đêm, Ngữ đạt được một vị trí khá cao trong công tác. Là một giám đốc trẻ tuổi, năng nổ, bản lãnh, đường công danh của anh đang ngày một rộng mở. Chăm một điếu thuốc và từ tốn nhả khói, Ngữ thông thả dạo sang những gian triển lãm kế bên. Anh muốn tránh Diệp Trúc khi cô ta dở thối, ghen tuông, vô lối trước những nhân viên nữ của công ty. Nhớ tới đôi mắt son mối, đôi môi son đỏ dẻ biểu của Trúc trước đám người mẫu đứng làm nền kế bên những chiếc xe du lịch đời mới, Ngữ lắc đầu ngao ngán. Sợ Trúc không nghĩ rằng bầy con gái đó cũng như cô, chẳng thể nào làm anh rung động. Để đừng theo làm phiền anh nữa, Ngữ đã chán nản khi phải ra vào đụng mặt rồi. Anh tưởng xuống thành phố này sẽ tránh được Trúc một thời gian. Ai ngờ cô dùng cách gì chả biết mà tổng giám đốc lại phân cô đi chung với anh. Mới khốn khổ cho anh chứ. Một tuần lễ ở dưới đây, Trúc bám anh không rời. Dường như cô lo lắng điều gì đó nên lúc nào cũng bồn chồn với anh, cáo gắt khó chịu với nhân viên dưới quyền. Mà điều gì khiến cô lo lắng như thế chứ? Bỗng dưng Ngữ thấy chán chường, phất điếu thuốc hút dở. Anh quay về gian hàng của mình và ngắm một cách say sưa chiếc xe du lịch đời mới nhất. Ngay lúc đó, anh có cảm giác ai đang kéo kéo ống quần mình. Nhìn xuống, Ngữ ngạc nhiên khi thấy một con bé bé xíu đang nhìn lên. Cặp mắt nó to đen nhánh và làn mi dài cong vút làm Ngữ thấy nhói ở tim khi nhớ tới người anh từng yêu say đắm. Chú ơi, cháu muốn lên xe ngồi. Ngữ bật cười vì đề nghị bất ngờ của con bé. Anh ngồi xuống, véo nhẹ vào má bầu bĩnh của nó. Được rồi, nhưng mà mẹ cháu đâu? Con bé chỉ vào quầy mỹ phẩm đối diện. Ngữ nhìn theo và thấy một phụ nữ ngồi sau quầy đang mỉm cười với mình. Anh mỉm cười đáp lễ rồi bế con bé lên. Nào, mời công chúa lên xe. Con bé tự nhiên nhún nhảy trên ghế nệm như nó chính là chủ nhân thực thụ. Giọng của nó tiếu tích. Chứ chạy xe đi. Ngữ lắc đầu. Xe hết xăng rồi. Vậy thì cháu xuống đi bộ sướng hơn. Bỗng dưng Ngữ buộc miệng. Ngồi đây chơi, chú mở nhạc cho nghe. Con bé gật đầu, đôi mắt tròn xoe chờ đợi, rồi lắc lư theo nhịp nhạc. Ngữ không hiểu sao, biết bao nhiêu người qua lại, con bé lại chọn đúng anh để đòi hỏi việc, mà không phải đứa bé nào cũng dám đề nghị với người lạ. Cũng có thể mẹ con bé đã xúi. Liếc qua quầy mỹ phẩm, Ngữ thấy mẹ nó đang lu bu với đám đông khách hàng. Con nhóc lại kéo áo của Ngữ. Nhạc này của người lớn cháu không nghe được. Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của nó, Ngữ nheo mắt. Sao cháu biết? Bố Dũng bảo thế. Bố cháu giỏi nhỉ? Con bé hỉnh mũi. Giỏi mới được làm bố cháu chứ. Ngữ lại cười vì câu trả lời của con bé. Anh tò mò. Cháu tên gì? An Nhiên. Tên đẹp lắm. Con bé có vẻ tự đắc. Bố Dũng cũng bảo thế. Ngồi ngoậy trên ghế, An Nhiên lên giọng như bà cụ non. Đi xa hơi chán lắm, cháu xuống đây. Ngữ mở cửa, con bé nhảy phóc xuống, chạy ùa sang quầy mỹ phẩm. Con nhóc dễ thương thật. Nếu hồi đó không có chuyện gì xảy ra, chắc bây giờ anh cũng làm bố rồi. Ngữ thở dài. Cũng tại anh tất cả. Anh yêu mà không tin người con gái mình yêu giờ đã mất thật rồi. Anh cho con nhóc đó vào xe, lỡ nó làm bẩn ghế phải mất công chưa? Ngữ cao mặt. Em để tôi yên ít phút có được không? Diệp Trúc dậy nảy lên. Em có làm gì đâu, sao lúc nào cũng cao có với em vậy? Ngữ cười nhạt. Em thừa biết lý do mà. Dứt lời, Ngữ bật dọc đốt một điếu thuốc, bỏ mặc Diệp Trúc đứng tựa vào chiếc xe.
anh bước ra ngoài và thấy An Nhiên đang khóc nghêu ngao. Vừa khóc, con bé vừa gọi bố mẹ ổm tỏi. Ngự đến bên nó, giọng dỗ dành: "Mẹ kìa, sao cháu không qua bển?" Như không nghe lời của Ngự, An Nhiên lại ré lên: "Mẹ ơi, bố ơi!" Ngự vứt điếu thuốc vừa mới rít một hơi: "Để chú tìm mẹ cho cháu." Bế Nhiên lên, anh đi tới quầy mỹ phẩm và vui vẻ nói: "Trả công chúa cho cô đây." Cô bán hàng trợn mắt: "Sao lại trả cho tôi?" Ngữ ngạc nhiên: "Ủa, cô không phải là mẹ nó à?" Cô ta lườm anh: "Dù gì, nãy giờ anh bế nó trên tay mà hỏi lẳng nhách." Ngữ kêu lên thẳng thốt: "Thôi chết, nó lạc bố mẹ rồi." Nhún vai, cô bán mỹ phẩm nói: "Ra phòng bảo vệ nhờ họ rao lên là xong ngay, có gì đâu mà ồn ào thế." Ngữ chùi nước mắt cho An Nhiên, nín nín chứ tìm bố mẹ cho. Ngay lúc ấy, anh nghe giọng Diệp Trúc châm chọc: "Anh bắt đầu khoái trẻ con từ lúc nào vậy?" Không buồn trả lời, Ngự xốc An Nhiên trên tay, và anh nghe tiếng kêu hốt hoảng vang lên sau lưng: "An Nhiên!" Quay lại, Ngự thấy một phụ nữ đang tất tả chạy đến. Vừa thấy anh, cô ta đứng sững lại. Ngự bàng hoàng khi nhận ra An Hạ. Trong phút chốc, anh bỗng quên hết, kể cả đứa bé đang trên tay. Ngự cứ trân trối nhìn, như muốn thu hết vào mắt mình hình ảnh của An Hạ qua bao nhiêu năm xa cách. Cô không thay đổi mấy sau thời gian dài khá lâu như thế. Điều đặc biệt Ngữ nhận ra ngay là mái tóc dài mềm mại ngày nào nay đã bị cắt ngắn. Riêng cặp mắt cô vẫn thâm thẳm như xưa. Năm tháng chỉ làm tăng thêm độ chín mùi cho sắc đẹp của An Hạ mà thôi. Tim Ngữ chợt đau thắt lại khi biết mình còn quá yêu cô. Vừa rồi Hạ tái mặt khi trông thấy Ngữ, nhưng lập tức ngay sau đó, anh thấy mặt cô đỏ rần lên, đầy phẫn nộ. Cô sấn tới: "Anh đem nói đi đâu vậy?" Ngữ chưa kịp trả lời, Hà đã dặn An Nhiên ra khỏi tay anh và ôm chặt lấy nó. Con bé tíu tích: "Chú dẫn con đi tìm mẹ với bố mà, mẹ đừng rầy chú nhé." Ngữ ngập ngừng: "Anh không biết nó là con em." An Hạ nhếch môi, mắt cô tóe lửa khi thấy Diệp Trúc đang bước tới bên Ngữ. Giọng Trúc êm như nhung: "Không ngờ con mày lớn như thế, tao với anh Ngữ chắc còn lâu mới đuổi kịp mày." Lúc An Nhiên còn nghẹn cứng nơi cổ, thì An Nhiên lại reo lên: "Bố Dũng!" Cô lật đật quay lại khi Dũng đã đi tới. "Trời ơi, con làm bố điếng cả hồn, mẹ đã dặn bao nhiêu lần là không được đi như thế." Hạ thẫn thờ đưa bé Nhiên cho Dũng. Anh nhíu mày nhìn Ngữ và Diệp Trúc: "Hai người này là ông bà ấy đưa An Nhiên đi tìm mình." Dũng mỉm cười và lịch sự bắt tay Ngữ: "Thành thật cảm ơn anh chị. Thú thật là nãy giờ chúng tôi hồn dí lên mây vì con bé." Diệp Trúc tấm tắc: "Hai vợ chồng một đứa con, hạnh phúc quá." An Hạ mím môi: "Nếu muốn, ông bà cũng có thể được như vậy." Kéo tay Dũng, cô lạc lẽo: "Xin phép chúng tôi đi." Dứt lời, cô hấp tấp đi trước, Dũng bế An Nhiên theo sau. Con bé hồn nhiên chào: "Bye bye chú." An Hạ cắm đầu đi một mạch. Cô không thể ngờ mình đau lòng đến thế khi gặp lại Ngữ. Anh không khác gì trước, nhưng có lẽ gương mặt cứng cỏi hơn, đàn ông hơn, vì bộ ria trên miệng và dấu chân chim trên đôi mắt. Lúc này An Hạ đã hết hồn khi thấy Ngữ bồng An Nhiên. Cô tưởng anh đã khám phá ra nó là con của mình và định bắt nó đi. Cũng liền tức thời cô kịp nghĩ lại, nhưng bây giờ nỗi lo sợ ấy lại bùng lên như lửa gần rơm. Cô không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra sau buổi tao phùng không hẹn trước này. Giọng Dũng đầy ngạc nhiên: "Em làm sao vậy hả?" Cô trả lời máy móc: "Em mệt quá." "Mệt thì đi chậm lại." An Hạ hơi gắt: "Nhưng em muốn mau mau rời khỏi đây, càng nhanh càng tốt." Dũng im lặng, chưa bao giờ anh thấy An Hạ căng thẳng như thế. Cô vừa qua một cú sốc mạnh, nhưng vì An Nhiên hay vì ai, Dũng không đoán ra được. An Hạ cảm thấy người rã rời, không còn hơi sức nào khi nhận ra Ngữ đang bước tới chỗ cô và An Nhiên. Lúc Hạ còn ngồi yên như tượng thì An Nhiên đã chót chét: "Chú kìa mẹ." Hạ rùng mình, không phải vì lạnh mà là vì chịu không nổi đôi mắt cháy bỏng của anh. Ngữ ngồi xuống ghế đá, anh đưa cho An Nhiên con gấu nhồi bông thật to.
chú tặng cho An Nhiên đó, thích không? Con bé đưa tay ôm con gấu lớn hơn mình vào người, rồi không hiểu sao nó đẩy trả lại Ngữ và lấm lét nhìn An Hạ. Mẹ, chú cho con kìa. Giọng Hạ lạnh tanh. Mẹ biết, nhưng mà không được nhận quà của người lạ, mẹ đã dặn rồi mà. An Nhiên vặn hai bàn tay vào nhau, mắt không rời món quà nó chưa từng có. Nhìn vẻ thèm thuồng trên mặt con bé, Ngự thấy tội quá. Anh nói, nó là trẻ con, đừng làm nó thất vọng vì mình. Em muốn trách cứ gì, anh sẵn sàng nghe, nhưng hãy để An Nhiên nhận món quà này. An Hạ ngó xuống đất. Anh đừng làm tôi khó xử. Ngự nhếch môi, chắc anh ấy không hiệp hội với con gái mình đâu. Lúc nãy anh ghé nhà, chị Liên cho biết em và An Nhiên chơi ngoài công viên. An Hạ ngắt lời, anh tìm tôi làm gì? Ai cũng có cuộc sống riêng, hãy để mẹ con tôi yên. Cắn môi, cô ngạc nhiên khi nghe giọng mình quá ư bình thản khi trong lòng đang run. Ngự ấn con gấu vào người của An Nhiên. Mẹ cho rồi, chú cầm lấy đi. Thấy Hạ làm tin, con bé reo lên, cảm ơn chú, cảm ơn mẹ. Ngự nhỏ nhẹ, vì hạnh phúc của em, anh không tìm em nữa. Hôm nay anh muốn gặp để nói hết những chất chứa trong lòng bao nhiêu năm. Hạ cay đắng, anh còn muốn mắng mỏ gì nữa? Ngữ im lặng, anh nhìn Hạ thật lâu mới hỏi bằng giọng đầy xúc động, lâu nay em sống ra sao? Hạ chớp mắt, cũng như những người đã làm mẹ khác, hạnh phúc và khổ sở vì con mình. Chỉ vì con thôi à? Nếu nói tôi hạnh phúc cả với chồng, sợ anh không tin. Khi yêu một người nào đó, người ta cứ tưởng mình sẽ chết nếu mất họ. Nhưng thời gian đã trả lời không phải như vậy. Tôi có chồng ngay khi chia tay. Anh ấy rộng lượng vị tha, hết lòng yêu vợ con. Với tôi thế là quá đủ. Giọng Ngữ chân thật. Anh mừng cho em và thấy an lòng. Bỗng An Nhiên kéo tay Hạ. Mẹ ơi, đặt tên cho nó đi. Cô lắc đầu. Mẹ không biết đặt tên con gấu. Quay sang Ngữ, con bé nói, chú đặt tên đi chú. Anh mỉm cười, gọi nó là Lucky có chịu không? An Nhiên gật đầu thích thú. Nhìn hai cha con ngồi sát bên, Hạ thấy những điểm giống nhau rất rõ, nhất là cái mũi, cái cằm và nụ cười. Nhưng tại sao Ngữ lại không nhận ra sự giống nhau ấy chứ? An Nhiên lại hỏi bằng giọng đớt đát, chú tên gì? À, chú tên Ngữ. Nhiên gật gù, tên đẹp lắm. An Hạ cao mày, Nhiên, đem con gấu ra cầu tuột chơi đi, con nói nhiều quá đấy. Ồ, con thích chơi với chú Ngữ, chú là bạn con chứ đâu phải bạn mẹ. Không nghe lời, mẹ chở về bây giờ. An Nhiên bất đắc dĩ ôm con gấu bước đi. Ngữ vẫy tay, chú sẽ gặp cháu nữa mà, cháu thích búp bê lắm phải không? Chú sẽ mua cho cháu. Các cảm xúc từ nãy đến giờ bị kiềm chế trong lòng Hạ bỗng tuôn ra như nước vỡ bờ. Cô mím môi nói một hơi, tôi không để anh gặp lại nó nữa đâu. Tôi gian xin anh, để cho chúng tôi yên mà. Hạ nấc lên, cô biết giọng mình run quá sức và nước mắt mình đã trào ra. Ngữ ân cần lau nước mắt cho Hạ, giọng anh dịu dàng lo lắng y như ngày nào. Tại sao em khóc? Nói anh nghe đi. An Hạ gần như không còn phương chống đỡ, cô khao khát được ngã vào ngực anh. Nhưng Hạ không thể làm như vậy, cũng không thể trả lời anh được. Hơi nhích ra, Hạ xoay lưng về phía Ngữ như trốn tránh thực tại. Ngữ hỏi một cách xúc động, em vẫn còn yêu anh có phải không? Hình ảnh Diệp Trúc cong cớn kênh kiệu hiện lên làm tim Hạ nhức nhối. Cô cay độc, anh đã lầm nếu nghĩ vậy. Tôi khóc vì sợ gia đình êm ấm của mình bị phá dở, vì đàn ông nào chả ghen. Ngữ buồn bã, ngày xưa anh đã không tin em để dẫn tới ngày nay. Chả đứa nào được hạnh phúc. Sai lầm này anh phải mang cho đến hết đời, chứ không dám xin em tha lỗi. Nhưng dù em đã có người đàn ông khác, anh vẫn phải nói, anh vẫn yêu em, nếu có kiếp sau cũng vậy. An Hạ ráo quạnh nước mắt, lời vừa rồi anh nên dành cho Diệp Trúc. Từ lâu rồi tôi đã quên anh rồi, chúng ta không còn gì nữa. Níu kéo chỉ làm khổ người thứ ba thôi. Dũng đối với tôi rất tốt, tôi không ân hận khi đã chọn ảnh. Ngữ nhếch môi, cảm ơn em cố tình nói lời cay độc, để anh tỉnh hồn ra mà nhớ rằng người yêu của mình đã là vợ kẻ khác. Gặp lại em,
anh mãn nguyện rồi. Từ đây về sau, trong những giấc mơ, anh sẽ không gặp cảnh chạy đi tìm em trong tâm tối hải hùng, vì anh đã biết em đang ở đâu, sống với ai và sống ra sao. Anh đi đây, nhờ em hôn bé An hộ anh. Chả hiểu sao anh không muốn rời xa nó, có lẽ tại An Nhiên là con gái em chăng. Thật bất ngờ, Ngữ cầm tay Hạ siết mạnh. Chúc người duy nhất anh yêu được mãi mãi hạnh phúc. Nhìn anh hấp tấp bỏ đi như chạy trốn, An Hạ nhạt nhòa nước mắt. Bao giờ anh cũng nói yêu duy nhất mình em, nhưng điều đó có nghĩa lý gì khi anh mãi mãi thuộc về người khác? Anh sẽ có những đứa con vừa ngoan vừa đẹp vừa thông minh, rồi anh sẽ quên bé An Nhiên, cũng như mãi mãi không biết nó là máu thịt của mình. Có lẽ em độc ác giấu anh sự thật này, nhưng nói ra chắc gì anh đã tin. Đang nghĩ lung tung, Hạ chợt thấy Dũng bước tới. Anh ngồi xuống nhìn An Nhiên đùa với con gấu, rồi anh nói: của anh ta phải không? To nhỉ, phó giám đốc một công ty, đâu thể nào tặng đồ dởm được. An Hạ ngập ngừng: sao anh biết anh là phó giám đốc? Dũng thản nhiên: tìm hiểu thì biết chứ gì, An Nhiên giống bố ruột lắm, lẽ nào anh ta không nhận ra? An Hạ nuốt nước bọt: Ngữ không biết, và em cũng không muốn nói. Nhìn thẳng vào mắt Hạ, Dũng có vẻ trách: em cũng đâu cho anh biết anh ta là ba của bé Nhiên. An Hạ khoanh tay: em thấy điều đó không cần thiết. Vậy sao? Trong khi anh chả giấu em chuyện gì về người vợ đã chết của mình. Hơi nhíu mày, Hạ sẵn giọng: xin lỗi, anh muốn đề cập tới cái gì? Dũng xua tay: không, không có gì hết. Nào, chúng ta về chưa? An Hạ cộc lốc: về. Dũng hơi nghiêng đầu: giận anh à? Không. Đứng phắt dậy, An Hạ gọi An Nhiên thật to. Con bé khệ nệ ôm con gấu chạy đến khoe: đẹp không bố? Đẹp lắm, chú Ngữ cho con đó. Bố biết, lên xe bố chở con về. An Nhiên do dự: con gấu to lắm làm sao ôm. Giọng Dũng hơi giễu cợt: mẹ sẽ chở nó, to cỡ nào mẹ ôm cũng được, vì đó là của quý mà. An Hạ trừng mắt nhìn Dũng: chưa là gì của nhau mà anh đã chăm chọc cô như thế kia. Nếu ưng thuận làm vợ anh, chắc gì Dũng sẽ bỏ qua lỗi lầm xưa của Hạ như anh từng nói. Hạ chưa quên vì ghen mà cô bị Ngữ làm khổ một đời. Bây giờ gặp lại anh, nghe anh nói lời ân hận thì đã sao chứ. Đàn ông đều giả dối như nhau, cô gái nào lỡ nghe lời đường mật, sai chân vào là chết. Hạ không muốn mình phải chết thêm một lần nữa vì người mình không yêu. Với cô, An Nhiên là trên hết. Cô đâu muốn con bé phải khổ khi phải sống và chịu đựng bố ghẻ. Cô dằn bực bội xuống, An Hạ nhỏ nhẹ: em chở con gấu hay An Nhiên cũng được mà. Dũng cố tình nhấn mạnh: nghĩa là em quý con gấu bằng con gái mình có phải không? An Hạ nghiêm mặt: em không nghĩ phải nghe anh nói như thế. Nếu thấy khó chịu, mẹ con em về một mình vậy. Dũng nhấc An Nhiên lên yên: đùa một tí thôi, xem nhiều tự ái quá. Em nhớ anh đâu có thích đùa. Dũng lãng đi, bố con mình về thôi An Nhiên. An Hạ lẳng lặng đặt con gấu lên yên trước của xe đạp, rồi chậm chạp đạp đi. Cô biết mình khó thể tiếp tục với Dũng được nữa. Tính anh không ghen như Ngữ mà lại nhỏ nhặt đàn bà. Bản chất ấy bấy lâu Hạ chỉ lờ mờ nhận thấy qua tiếp xúc, đến hôm nay đã lộ ra rồi. Về tới nhà, An Hạ ngạc nhiên khi thấy chỉ mình Liên dưới bếp. Cô nói ngay: bé Nhiên chưa về sao? Chưa. Ủa, em có gặp Ngữ không? Hạ thở dài: có, chị chỉ ảnh ra công viên làm chi cho rộn chuyện. Liên trợn mắt: sao lại trách chị? Tại Ngữ năn nỉ quá, cậu ta muốn giải bài với em điều gì đó mà. Ngần ngừ một chút, Liên hỏi: bộ thằng Dũng nó nhằn em hả? An Hạ ngồi phịch xuống ghế: không nhằn, nhưng mà mỉa mai chị chứ, nghe muốn điên lên được. Em không thể tiếp tục với Dũng nữa. Liên chép miệng: căng thẳng dữ vậy sao? Đàn ông ghen là chuyện thường, hồi chiều chị quên là Dũng cũng ra ngoài ấy. Nhưng sao nó biết Ngữ là người yêu cũ của em? An Hạ nói: anh Ngữ và con Nhiên giống nhau quá, người tỉ mỉ như Dũng nhìn qua là biết ngay. Thế mà Ngữ chả nhận ra con mình, ảnh tệ thật. Liên bên giật: không nên trách Ngữ,
gặp lại em đã là chuyện bất ngờ. Còn bé Nhiên, nó luôn mồm gọi Dũng là bố. Có nhận ra, Ngữ cũng chẳng dám hé môi. À, hai đứa tâm sự nhiều không? An Hạ cười buồn. Nói nhiều cũng bằng không. Lời ân hận của ảnh có giá trị gì? Chỉ khiến em thấy ảnh giả dối hơn thôi. Biết em bị oan mà còn cưới Diệp Trúc, suốt đời em không tha thứ cho ảnh được. Liên ái ngại. Em đã nói vậy với Ngữ à? An Hạ lắc đầu. Nói làm chi, khi bị xua đuổi anh phải hiểu chứ. Tự nhiên chị thấy tội nghiệp cậu ta. An Hạ bật cười. Chị giàu lòng thương người gớm. Trước đây mới tội nghiệp Dũng, bây giờ tới Ngữ. Em chỉ tội nghiệp bản thân thôi. Tốt nhất đừng dây vào đàn ông, ở dậy nuôi con là đủ rồi. Nhìn ra cửa, Hạ sốt ruột. Dũng chở con bé đi đâu vậy kìa? Chắc là đi ăn kem. Hạ nôn nóng. Khổ quá, cô giáo nói suốt ngày nay An Nhiên lừ đừ như muốn bệnh. Đi kiểu này không khéo bệnh thật thì chết. Cô vừa dứt lời đã nghe tiếng Honda ngừng trước sân. An Nhiên hớn hở chạy vào khoe. Bố Dũng mua nè mẹ. An Hạ nhíu mày khi thấy trên tay của An Nhiên là một búp bê tóc vàng hoe, miệng ngậm nấm vú, rất dễ thương. Con bé kéo Hạ ngồi xuống. Mẹ xem đây. Nhiên giật nấm vú của con búp bê ra rồi kê miệng vào sát miệng nó nói to. Bố Dũng thương mẹ lắm. Liền tức thời búp bê nhái lại những lời An Nhiên vừa nói trước sự ngạc nhiên lẫn thích thú của Hạ và Liên. Con bé cười tê tét. Mẹ thấy có hay không? Mắc tiền lắm đó. Liên tò mò nhìn con búp bê. Bao nhiêu mà mắc? Dũng bước vào giọng đầy tự đắc. Gần mắc nhưng mà đáng giá. Liên kêu lên. Trời ơi, tính ra cả 7-8 phân vàng chứ ít sao. Bố Dũng, bố Dũng mày hôm nay xịn thiệt. An Hạ làm thinh mà lòng thật khó chịu. Bản chất Dũng đâu phải là người hào phóng. Từ trước đến giờ anh chưa hề mua cho An Nhiên một món đồ chơi nào hết. Bữa nay anh rút ruột mua con búp bê này vì muốn qua mặt Ngữ, chứ đâu phải vì thật lòng với An Nhiên. Cô dè dặt lên tiếng. Anh mua lại quá đắt tiền làm gì? An Nhiên nó còn bé, nó đâu có biết giữ đồ chơi. Dũng nhún vai. Nó sẽ biết giữ đồ chơi khi đã phân biệt giá trị của từng món. Em không nghe nó trầm trồ món này mắc tiền lắm mà. Rồi con bé suốt ngày sẽ giữ khư khư con búp bê vì hai điều. Thứ nhất, nó rất là xịn, không phải ai cũng có tiền để mua cho con. Thứ hai, nó nhỏ vừa tầm tay ôm của Nhiên, chứ không to lớn thô kệch lại tầm thường như con gấu kia. Rồi em sẽ thấy con gấu kia sẽ nằm mãi mãi một góc trên nóc tủ, mặc cho bụi bám y như là một vật cũ, vứt đi thì không đành, người ta chỉ đứng nhìn như hoài niệm thôi. An Hạ nhíu mày. Anh suy diễn tài lắm, nhưng mà em xin nói thẳng, con Nhiên không thể nhận con búp bê này. Dũng nheo nheo mắt. Tại sao? Tại nó đã có con gấu à? Thế thì bất công quá. Em nghĩ xem, với người lạ vừa gặp lần đầu, em đã cho con nhận quà, còn với anh, em lại buộc nó từ chối. An Hạ lạnh tanh. Em không nhận vì nó quá mắc. Con em chơi món thua kệch tầm thường được rồi, anh em nó về đi. Nhiên, trả búp bê cho bác Dũng. Nghe mẹ nói thế, An Nhiên ôm con búp bê cứng ngắc rồi ré lên. Con không chịu, con không chịu. Chạy tới bên Liên, An Nhiên òa ra khóc. Cô chắc lưỡi. Dũng đã mua rồi thì cứ cho nó chơi, sao em câu nệ từng chút vậy? Mượn lời của Liên, Dũng khoanh tay đứng mai mỉa. Thì ra em yêu bản thân hơn yêu con. An Hạ nóng mặt. Anh im đi. Dứt lời cô chạy vào phòng mình, ngồi thở dốc vì tức. Hạ ơi, có khách. Giọng Liên lạnh lốt vang lên, làm tim Hạ đập thình thịch. Qua cách gọi của chị, cô thừa biết người khách ấy là ai rồi. Mấy hôm nay cô luôn sống trong tâm trạng khắc khoải, ngóng trông rồi thất vọng. Cô khao khát được gặp Ngữ, nhưng sợ là sẽ ngã gục trước ánh mắt dai dứt của anh. Mỗi chiều đón An Nhiên tan học, Hạ đạp xe về ngay, chứ không dám đưa con ra công viên, nơi đã có rất nhiều kỷ niệm, dù rất nhỏ, của anh và mẹ con cô. Hạ luôn mâu thuẫn với mình vì còn quá yêu Ngữ. Bây giờ anh đến tận nhà rồi đó, cô có trốn nữa được không? Nhìn mình trong gương một lần nữa, Hạ cố dằn xúc động bước ra ngoài. Thấy cô, Ngữ đứng bật dậy như chạm phải lửa. Hai người nhìn sững nhau thật lâu. Hạ bối rối ngồi xuống.
anh vẫn còn ở đây à? Giọng Ngữ trầm trầm. Ngày mai anh về rồi, không biết đến bao giờ mới gặp được em. Chiều nào anh cũng ra công viên với hy vọng thấy em, dù em đang bên người đàn ông khác. An Hạ ngắt lời của Ngữ. Anh đâu cần phải khổ như vậy. Em nói đúng, nhưng mà thật ra anh đã không ngăn được trái tim mình, bởi vậy anh rất khổ tâm. Anh đến đây chỉ để nói điều này sao? Mắt Ngữ không rời gương mặt của Hạ. Còn nhiều điều nữa, anh vẫn yêu em, anh không thể... An Hạ xua tay. Anh đừng nói như thế, ngay cả nghĩ thế cũng đừng nên. Tôi đã chấp nhận số phận của mình, sao anh lại không, khi chính anh vì mù quáng mà tạo nên bi kịch hôm nay? Ngữ thở dài. Mấy ngày qua anh đã cố nhưng không thể được. Anh không chấp nhận sự thật em đã có người khác. Anh đã tìm em bao năm nay, bây giờ gặp lại như vậy, thà không gặp còn đỡ đau đớn hơn. Rời thành phố này anh sẽ quên tất cả, như hồi xưa anh rời Việt Nam. Anh đã từng quên một con bé bị anh vất vả bỏ khỏi cuộc đời, lúc đó đang cần một nơi nương náu, một tình yêu chân thật. Tôi bây giờ đã được mái ấm gia đình, có con và rất hạnh phúc, chứ không phải ngày đó cù bơ cù bất. Giọng của An Hạ nghẹn lại. Càng nói những lời cay độc với Ngữ, cô càng sợ, vì nhận ra mình cũng còn yêu anh. Cô dằn nỗi đau ứ nghẹn tới ngực xuống. Hạ nói tiếp. Cách đây không lâu, tôi tình cờ gặp lại Diệp Trúc. Được biết về anh, tôi cũng khổ sở như anh bây giờ. Nhưng mà tất cả rồi sẽ qua, anh sẽ bình tâm trở lại và sẽ vui sống như tôi đang sống. Cúi đầu xuống, An Hạ chùi vội giọt nước mắt vừa ứa ra. Cô bối rối khi nghe tiếng của An Nhiên líu lo hát ngoài sân. Con bé nhảy chân sáo vào nhà và reo lên. Chú Ngữ. Gượng cười kéo An Nhiên vào lòng, anh hỏi. Nãy giờ con ở đâu? Con chơi bên nhà Betty, nó mượn con gấu Lucky rồi. Con thích nó không? Dạ thích, trong nhà con thương mẹ, thương má Liên và con gấu Lucky nhất. Định mở miệng hỏi con không thương bố sao, nhưng Ngữ kịp dừng lại. Anh hơi ngạc nhiên khi thấy An Nhiên không nhắc tới Dũng. Tại sao vậy kìa? Lúc anh còn thắc mắc thì Dũng bước vào, mắt nheo nheo như cố nhớ anh là ai. Dũng nói giọng đều đều vô cảm. Thật bất ngờ khi thấy ông ở đây. Đến thăm bé Nhiên à? Ngữ bình thản gật đầu. Con bé dễ thương lắm. Ngày mai tôi đi rồi, chắc không có dịp trở xuống nữa. An Nhiên đối với tôi là một kỷ niệm, nên tôi muốn ghé thăm trước khi đi mà. Dũng mỉm cười. Thật ngại quá, lần trước ông cho con gấu, nay lại đến tận nhà. An Nhiên có phước thật. Bé Nhiên à, ngày mai chú Ngữ về Sài Gòn, con có thích đi xe hơi về trên ấy với chú ấy không? An Nhiên vừa nhảy lò cò vừa trả lời. Có mẹ con mới đi. An Hạ trừng mắt nhìn Dũng. Từ hôm cương quyết bắt An Nhiên trả con búp bê biết nói cho tới nay, Hạ cố ý tránh mặt Dũng và cũng không cho An Nhiên sang nhà anh chơi nữa. Có lẽ Dũng hiểu thái độ của cô, nhưng anh vẫn lân la trò chuyện với chị Liên. Dũng lờ như không biết An Hạ giận mình. Anh ta vẫn hy vọng cô sẽ bỏ qua chuyện cũ. Thế nhưng vừa rồi Dũng lại cố tình gài Hạ và Ngữ vào những lời nói chứa đầy ẩn ý. Mặc kệ ánh mắt của Hạ, Dũng tiếp tục cà khịa. Có con thế nào mẹ cũng đi mà. An Nhiên chạy đến bên cô. Thật không mẹ? An Hạ tức điên lên. Cô gọi. An Nhiên, sang nhà Betty chơi đi. Giọng Dũng thật ngây thơ. Sao lại thế? Nó đi rồi ông Ngữ biết thăm ai đây? An Hạ làm thinh. Ngữ vội đứng dậy. Tôi xin phép vậy. Dũng tiếc rẻ. Sao vội vậy? Tôi định mời ông đi uống cà phê đây. Ngữ gượng cười. Tiếc là tôi đã có hẹn, không làm phiền hai người nữa. Đến bên An Nhiên, Ngữ cúi xuống hôn nhẹ vào má nó. Chú về nhà An Nhiên. Con bé cười hồn nhiên. Bye bye chú Ngữ. An Hạ thẫn thờ nhìn theo dáng anh. Lần chia tay này không làm cô hoảng loạn đến mức đổi chết như ngày xưa. Năm tháng đã làm hai người trầm tĩnh rất nhiều. Hạ không khóc, nhưng lòng cô còn hơn cả chết. Ngày đó xa nhau, An Hạ còn hy vọng gặp lại để giải bài, để tiếp tục có nhau. Còn bây giờ mọi chuyện đã kết thúc rồi. Kết thúc thật rồi. Giọng của Dũng khô khan. Anh ta đến để tán tỉnh em có phải không? An Hạ mệt mỏi. Không liên quan gì tới anh hết. Nãy giờ anh rất là lố bịch, anh biết chưa?
Dũng cười gằn: người lố bịch là hắn chứ không phải anh. Với Cương vậy làm chồng, anh nói thế là quá nhẹ. Em và hắn phải biết tự trọng chứ. An Hạ khó chịu: nhưng thực sự anh không phải là chồng em. Em đâu bị ràng buộc bởi ai. Dũng kêu lên: khổ nỗi Ngữ lại bị ràng buộc. Anh ta đã có vợ, người vợ đó đang ở đây. Lỡ như bà ta biết, chuyện gì sẽ xảy ra cho em chứ. Trước cơn ghen của đàn bà, chồng hờn như anh chả làm được gì cho em đâu. Hãy tự lo liệu lấy. An Hạ nhếch môi: cảm ơn anh, em không sai chân lần nữa đâu. Ngữ đi rồi, anh mong mọi chuyện sẽ lắng xuống. Em sẽ quên đi, rồi chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau. Anh biết mình không giàu có, không địa vị như Ngữ, nhưng vì yêu em, anh sẽ cố gắng để em và An Nhiên được sung sướng. An Hạ lắc đầu: xin lỗi anh, em không thể. Giọng Dũng lạc hẳn đi: tại sao vậy? An Hạ rưng rưng: một là An Nhiên sống với cha ruột của nó, hoặc là nó không có cha. Em rất khổ khi mà tưởng tượng một gia đình xào xáo vì chuyện bố dượng mẹ ghẻ con riêng con chung. Em từng chung sống với mẹ kế, em không muốn con mình sẽ có bố dượng, nó sẽ khổ nhiều hơn là sướng. Dũng bật giọng: thì ra em xem thường anh đến thế. Anh sẽ không làm phiền em và An Nhiên nữa. Đẩy mạnh cái bàn, Dũng hầm hầm bỏ về. An Hạ lê chân vào phòng tắm, nằm vật xuống giường. Mãi đến lúc nghe tiếng chị Liên, cô mới mở mắt lên nhìn xem chị hỏi gì. An Nhiên đâu? Nó sang nhà bé Ti rồi. Để chị gọi nó về ăn cơm. Hạ đứng dậy đi vào bếp, đang sắp chén ra bàn, cô lại nghe giọng Liên vọng vào: nó đi với thằng Dũng rồi, bực thật. Chở con bé đi chơi mà không nói với ai lời nào. Bỗng dưng An Hạ thấy bất ổn, cô lo lắng: có đúng là Dũng chở An Nhiên đi chơi không? Liên cao mày: mẹ bé Ti nói với chị mà, bộ có chuyện gì à? Đâu có. An Hạ bồn chồn ngóng ở cửa. Bây giờ 8 giờ rồi vẫn không thấy Dũng đâu. Cô méo máu nhìn Liên: có khi nào gì ghen ảnh làm gì con bé không? Liên trấn an: em cứ nghĩ viển vông, ngày thường Dũng cũng hay chở con bé đi chơi, chứ đâu chỉ bữa nay. Hay ra tiệm của nó thử coi, nhiều khi kẻ có khách, nó chưa đưa con nhỏ về được. An Hạ lật đật dắt xe khỏi cổng, lòng cô như có lửa khi nghĩ tới con. Lẽ ra lúc nãy cô không nên nói những lời thẳng thừng như thế với Dũng. Đối với mẹ con cô, anh vẫn là người tốt, chỉ có cá tính không hợp với Hạ thôi. Cô vẫn còn nhiều dịp để từ chối Dũng, hấp tấp cự tuyệt vào lúc anh đang ghen với Ngữ. Chả là không chút tế nhị nào, những lời đó chắc làm tổn thương Dũng. Anh đã rất giận, và biết đâu chừng Dũng cố tình chở An Nhiên đi lung tung cho cô lo lắng, nhằm đã nuôi cơn giận của mình. Chỉ mong anh ta đừng làm hại con cô thôi. Ghé vô tiệm sửa tivi của Dũng, Hạ thất vọng khi nghe thở của anh ta trả lời là không. Vậy Dũng đưa An Nhiên đi đâu? Hạ đạp xe vòng vòng ngoài đường, mắt láo liên tìm kiếm. Thành phố này nhỏ thật, nhưng tìm một người đâu phải dễ, nhất là Hạ không biết Dũng hay đến những chỗ nào. Vòng trở ra công viên, An Hạ giáo giác nhìn. Giờ này chỉ có những cặp tình nhân âu yếm nhau, ngồi rúc vào nhau, chứ đâu có bố mẹ nào dẫn con đi chơi. Đang khổ sở vì thất vọng, cô nghe có người gọi mình. Hấp tấp quay lại, Hạ sững sờ khi thấy Ngữ. Hai tay cho vào túi quần, anh lững thững bước đến bên Hạ, giọng ngạc nhiên: sao em lại ra đây vào giờ này? Hạ nghẹn ngào: anh Dũng cho An Nhiên đi mất rồi. Ngữ nhíu mày: đi mất là sao? Hạ gào lên: tất cả cũng tại anh xuất hiện làm chi cho khổ người khác chứ. Nói dứt lời, cô mím môi đạp mạnh bê đan, mặc cho Ngữ gọi mình thẳng thốt. Trở về nhà, Hạ muốn điên lên khi thấy Liên ngồi ngoài sân nói vọng ra: nó vẫn chưa về, thằng trời đánh này muốn gì đây kìa. Bãi quải buông người xuống ghế, An Hạ bắt đầu khóc, trong khi Liên luôn miệng rủa Dũng. Thời gian chậm chạp trôi qua, mãi tới giờ Hạ mới nghe tiếng xe Honda chạy vào ngõ. Lật đật đứng dậy, cô hết hồn khi thấy Dũng gật gà gật ngưỡng bước xuống xe, nhưng không có An Nhiên. Cô giữ bình tĩnh, Hạ trầm giọng: An Nhiên đâu? Dũng lè nhè: tôi không phải bố đẻ ra nó, làm sao biết được. Liên nghiến răng nắm vai Dũng, lắc lấy lắc để: cái thằng mắc dịch, mày đừng giỡn mặt với tao, con Nhiên đâu? Hất mạnh tay làm Liên xỉ nỉn, Dũng hầm hừ: nó cũng chẳng phải con chị, làm gì dữ vậy.
An Hạ đấm vào ngực mình, giọng khàn đặc: "An Nhiên là con tôi, nó đâu rồi, anh nói đi." Dũng nham nhở cười: "Anh không biết, tìm ba nó mà hỏi." Liên rít lên: "Mày thật khốn nạn, nó là trẻ con có biết chuyện gì của người lớn, mày bỏ nó ở đâu?" Mặt Sa sầm xuống, Dũng quát: "Nói rồi, tìm ba nó mà hỏi, tôi thảy nó vào hội chợ ấy, ba nó ở trỏng mà." Liên nhảy nhõm: "Ôi trời ơi, đồ vô lương tâm, tao kêu công an còng mày lại mới được." Nồng nặc mùi rượu, Dũng sấn tới: "Kêu đi." "Đếm đến ba chị không kêu, tôi đi uống nữa à nha." Bỏ mặt Dũng đứng lè nhè, An Hạ chụp xe đạp chạy đi. "Phải trời đừng có chuyện gì xảy đến với con tôi." Vừa cắm đầu chạy, An Hạ vừa lầm thầm cầu khẩn. Tới đầu ngõ, An Hạ thấy Ngữ từ xích lô bước xuống, trên tay anh bồng một đứa trẻ. Thấy cái xe xuống đất, Hạ lao tới, cô bật khóc tức tưởi khi nghe An Nhiên gọi mẹ. Siết chặt con bé vào lòng, Hạ hôn như mưa lên mặt nó. An Hạ đứt ruột khi An Nhiên thỏ thẻ: "Con đói bụng." Ngữ đều giọng: "Lúc nãy anh muốn ghé nhà em lắm, nhưng suy đi nghĩ lại thấy không nên. Anh trở vào hội chợ, lang thang hết gian này tới gian hàng khác để đốt thời gian. Không ngờ lại gặp An Nhiên, nó đang khóc bù lu bù loa trông rất tội. Còn Dũng thì chẳng thấy đâu. Bế con bé đi tìm bố một lát, nhưng mà không gặp, anh đưa nó về cho em đó." An Hạ chùi nước mắt: "Cảm ơn anh." Cúi xuống dắt chiếc xe đạp, Ngữ ngập ngừng: "Anh đưa em về tới nhà được chứ?" An Hạ lắc đầu: "Không cần đâu, anh tự tới với tôi vào lúc này đã là quá muộn." Ngữ vịnh xe cho Hạ đỡ Nhiên lên yên. Cô chợt run rẩy khi nhận ra mình đứng gần anh quá, gần đến mức ngước mắt lên đã chạm ngực anh. Cái vùng ngực to rộng vững chãi mà Hạ tưởng sẽ chở che bao bọc mình suốt đời, giờ lại chính là nơi tựa đầu áp má của Diệp Trúc. Còn gì đau đớn hơn không? Chính sự tệ bạc này của anh khiến Hạ vừa yêu vừa hận. Cô đã hiểu được mùi vị của ghen tuông khi biết Trúc đã là vợ anh, thì đừng sao lòng trước lúc này. Muốn quên Ngữ chỉ có cách nhân nỗi hận trong tim lên gấp bội. Nhưng biết cô có làm được không khi tay Ngữ lại nắm chặt tay cô bệnh rịnh chẳng nỡ rời. Giọng anh khổ sở đến não lòng: "Chính anh đã đẩy em vào hoàn cảnh bi đát này, giờ anh phải làm sao để đền bù đây? Giá mà giữa chúng ta đừng tồn tại kẻ thứ ba thì..." An Hạ ngắt lời: "Giữa chúng ta từ đầu đã tồn tại kẻ thứ ba, anh đừng mơ nữa. Đó là nỗi đau, là uất hận đeo đẳng mãi theo tôi. Khi nghĩ đến Trúc, tôi không bao giờ tha thứ cho anh. Lẽ ra anh được biết cái mình có, nhưng vì Trúc anh sẽ không được biết gì hết." Dứt lời, cô cắm đầu đạp xe đi. Cô ngồi dẫn vào nhà tăm tối và sâu hun hút, làm An Hạ muốn khóc quá. Từ giờ trở đi, có lẽ chỉ mình cô đi với An Nhiên thôi. Sẽ không có gã đàn ông nào chen vào đời cô nữa. Cô sẽ chăm sóc dạy dỗ An Nhiên nên người. Nhất định Hạ sẽ làm được điều đó. Ngữ mệt mỏi ngã người lên ghế. Cuộc họp kéo dài mấy tiếng đồng hồ làm đầu anh như căng ra. Đốt một điếu thuốc, anh thông thả trích khói và từ từ thả hồn vào cõi riêng đầy bất hạnh của mình. Ngoài cửa sổ, chiều bắt đầu xuống và anh cũng bắt đầu nhớ. Kể từ khi gặp lại Hạ, anh trở về đây lao vào công việc một cách cuồng điên. Anh muốn tìm quên trong những chồng hồ sơ dày cộm, những cuộc họp kéo dài và những chuyến công tác xa, những khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi Ngữ dành cho các độ nhậu. Anh không ghiền, nhưng mà nhờ rượu anh dễ ngủ hơn. Trong giấc ngủ chập chờn, Ngữ có thể gặp An Hạ, và bao giờ trong những giấc mơ nhờ rượu đó, cô cũng yêu anh như ngày xưa. Tiếc rằng đó chỉ là những giấc mơ. Ngoài đời anh mãi mãi mất Hạ rồi. Điều khiến Ngữ đau đớn khôn nguôi là cô sống không hạnh phúc bên người cô không yêu. Suốt ngày tháng này, anh quay quắt nhớ An Hạ và cả bé Nhiên. Anh không hiểu sao lại thấy giữa mình và con bé ấy có một sợi dây tình cảm nào đó rất lạ kỳ. Lẽ nào vì quá yêu Hạ, anh đã quý mến cả con của cô? Trái tim anh vốn hẹp hòi ích kỷ, sao Ngữ lại không ghen khi người mình yêu có con với kẻ khác, mà anh lại thấy thương Hạ quá? Bất giác, Ngữ nhếch môi buồn bã. Năm tháng trôi qua cùng với nhiều biến đổi đã làm anh trầm tĩnh, chín chắn hơn xưa. Ngày đó, nếu anh đừng nông nổi, thì bây giờ đâu phải mượn rượu để giải sầu như thế này. Với tay mở nhạc, Ngữ ngước mắt lên trần, nghe giọng khàn đục của người ca sĩ vang lên tha thiết.
Chiều về không buông nắng, cho mây âm thầm. Một mình trong chiều vắng, nhớ đôi môi mềm ngày nào ân cần trao thân. An Hạ, anh đã sai nước cờ tình để suốt đời đau đớn ân hận. Ngày đó anh đã quá ghen tuông, dại dột, để giờ này trong ngôi nhà đầy ắp kỷ niệm, mình anh với đam mê rụi mòn, thương yêu rã rời. Anh có được hy vọng gì về em nữa không? Hỡi An Hạ, An Hạ. Chuông ngoài cổng hối hả reo một hồi dài, đầy cáu gắt, làm Ngữ bực dọc. Anh ngồi lì trong phòng với điếu thuốc trên tay. Ai vậy nhỉ? Chắc không phải là bạn nhậu. Vì nếu muốn lôi anh đi, họ chỉ cần điện thoại hoặc nhắn tin, chứ đâu ghé vào đây. Anh không bao giờ dẫn dắt đám bạn bát nháo ấy về ngôi nhà một thời yêu dấu này. Càng không phải là cô Hồng hay là Diệp Trúc. Hai người đã bị anh cấm cửa từ lâu. Ngoài những lúc gặp nhau trong công ty, Diệp Trúc đã cố gắng hết sức, nhưng mà hoài công, cô ta thừa biết không bao giờ len lỏi vào cuộc đời của anh được. Song Diệp Trúc vẫn dai dẳng bám lấy Ngữ với tất cả khả năng thủ đoạn mà cô ta có được. Đôi lúc Ngữ phái chờ cho Diệp Trúc yêu một người nào khác mình. Khổ sao lời cầu xin của anh chưa linh ứng. Cô ta vẫn độc thân và vẫn lẩn quẩn bên anh như không hề mệt mỏi. Chuông lại in ỏi vang lên. Ngữ hậm hực đứng dậy. Anh mở cổng và hết sức bất ngờ khi nhận ra Liên. Với nét mặt hớt hải, chị nói một hơi: con An Nhiên bệnh nặng lắm, mới chuyển vào bệnh viện trên đây, giờ chưa biết ra sao. Ngữ nhanh nhẩu: tôi sẽ vào đó với chị. An Hạ cần gì tôi sẵn sàng giúp hết mình, vì tôi rất quý bé An Nhiên. Giọng Liên sắc lẻm: chị quý thôi là chưa đủ, cậu phải có trách nhiệm với mẹ con nó. Tôi biết mình tới đây là phiền vợ chồng cậu, nhưng mà thấy mẹ con nó tôi không đành lòng. Từ ngày gặp lại cậu tới nay, biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra rồi. Ngừng lại để thở, Liên nói tiếp: tùy cậu, nếu nghĩ tới tình xưa thì nên vào với An Hạ đi. Một mình nó chịu không nổi khi mà nhìn con mình hấp hối. Mặt Ngữ tái đi: hấp hối? Nó bệnh gì mà dữ vậy? Sốt xuất huyết, nhưng lại bị sốc mới khổ. Ngữ vội vàng: tôi sẽ vào ngay với chị, chờ một chút. Anh hối hả lái chiếc xe du lịch ra. Đợi Liên vào ngồi xong, anh hỏi ngay: Dũng đâu? Sao bỏ mẹ con cô ấy một mình vậy? Mặt Liên sa sầm: đừng nhắc tới thằng khốn ấy, An Hạ cấm cửa nó từ lâu rồi. Ngữ nhỏ nhẹ: tại tôi phải không? Liên thở dài: biết đổ thừa ai bây giờ. Cậu và An Hạ đúng là vô duyên. Ngày xưa nếu cậu bình tĩnh một chút thì... mà tôi hỏi thật, cậu còn thương nó không? Ngữ hơi ngập ngừng: khi đã nói yêu ai, tôi không bao giờ thay đổi. Liên nhếch môi mai mỉa: tôi không tin đâu. Nhưng mà cậu có biết tại sao tôi tìm đến cậu không? Ngữ chưa trả lời, Liên lại nói tiếp: đừng nghĩ rằng An Hạ cần sự giúp đỡ của cậu. Tôi đến vì con bé Nhiên, nó phải được bố ruột quan tâm chăm sóc. Không biết cậu có trách nhiệm của người làm cha không? Tay lái Ngữ trao qua, làm chiếc xe tấp vô lề. Anh tái mặt ấp úng: chị nói cái gì vậy? Tôi đã nói rất rõ điều bao lâu nay An Hạ giấu kín. Miệng Ngữ khô đắng, anh thẫn thờ: chị nói thật chứ? Liên gằn từng tiếng: cậu hỏi thật bất nhân. Cậu đã ruồng rẫy An Hạ với cái thai trong bụng, nhưng lại cho rằng người khác lừa dối mình. Nếu không tin, bỏ tôi xuống đây đi. Giọng Ngữ bật ra đau đớn: trời ơi, tôi đúng ra khốn nạn. Đâu cần phải rủa mình, cậu không thể sửa sai, nhưng mà có thể bắt đầu làm việc tốt mà. An Hạ không biết tôi đi tìm cậu đâu. Nó đã thề sẽ giấu chuyện này suốt đời. Ngữ nhăn nhó: tại sao vậy? Liên cười khẩy: tự cậu hiểu lấy, có thể là cách nó trả thù không chừng. Ngữ thẳng thốt: Hạ thù tôi lắm à? Yêu nhiều thì hận nhiều, ai bảo cậu phụ bạc nó. Ngữ lặng thinh, đầu anh rối tung như mớ bồng bông với điều bất ngờ vừa nghe. Nghĩ tới con gái mình, Ngữ thấy ruột gan nhức nhối. Lúc này không phải lúc trách cứ nhau, quan trọng là mạng sống của An Nhiên. Nếu con bé có mệnh hệ nào, chắc Hạ không chịu nổi, và tội lỗi của anh lại chồng chất thêm gấp bội. Nó là con anh, thảo nào đi tìm và gặp đúng ngay cha ruột để vội vĩnh. Nó là con của anh, bảo sao vừa gặp thì anh đã cưng nó, xa thì thấy nhớ. Lâu nay Ngữ vẫn thắc mắc, không hiểu gì đâu, một người chẳng bao giờ quan tâm đến trẻ con như anh
lại đặc biệt thương mến An Nhiên. Bây giờ anh đã hiểu ra rồi. Tấp xe lên lề, Ngữ hấp tấp theo Liên vào phòng cấp cứu. Tới hành lang, anh đã thấy An Hạ ngồi tựa vào tường, mắt ngơ ngác như mất hồn lạc vía. Anh chạy vội đến, lay mạnh vai cô. Con ra sao rồi? Mở choàng mắt, cô nhìn anh trân trối rồi lắp bắp. Nó vừa ngủ, nhưng vẫn còn trong tình trạng nguy hiểm. Ngữ nóng nảy, nhưng mà con đâu? Trong phòng cấp cứu, người ta không cho vào. Ngữ đứng bật dậy, sao lại không chứ? Anh bỏ mặc Hạ ngồi đó, mạnh bạo đẩy cửa phòng. Một cô y tá ngăn anh lại. Ngữ nghiêm mặt trông thật ngầu. Tôi mới đi công tác về tức thời, nếu không được gặp con thì tôi làm sao yên tâm? Cô y tá phẩy tay. Vậy thì 5 phút thôi, nếu không tôi sẽ bị rầy. Đi dọc các hàng giường kê sát tường, Ngữ thắt thởm tìm An Nhiên. Trái tim anh đau thắt lại, mắt cay xè muốn khóc khi thấy trên giường ở cuối phòng, An Nhiên nằm thiêm thiếp như con mèo ướt. Gương mặt con bé đỏ ửng, môi khô nước vì sốt. Anh nhẹ nhẹ hôn lên trán An Nhiên. Con gái của anh đây mà. Lòng Ngữ bỗng trào dâng một tình cảm êm ả bồi hồi kỳ lạ. Vốn là đứa bé mồ côi cha, lại không sống với mẹ, anh chưa hề biết thế nào là tình cha mẹ đối với con. Bao nhiêu năm qua, anh quen cô đơn, quen không người thân thuộc, quen không có một gia đình. Đôi lúc Ngữ lẩn thẩn nghĩ, không biết khi có con, anh sẽ yêu thương nó như thế nào, lo lắng chăm sóc nó ra sao. Thật ra cách đây khoảng nửa tiếng, anh không hề có ý niệm mình có một đứa con gái. Nhưng chả hiểu sao bây giờ An Nhiên bỗng trở nên quan trọng quá đối với anh. Anh sẵn sàng đổi bất cứ giá nào để được có nó. Đứt ruột nhìn cổ tay nhỏ xíu của An Nhiên bị bầm vì những dấu kim vô nước biển, Ngữ lại cúi xuống hôn con. Nó bé quá mà phải chịu bao nhiêu đau đớn. Phải chi anh thế được, anh sẵn sàng chịu đau gấp trăm lần vì con. Nhìn cô y tá đang đi tới, Ngữ hỏi, con tôi đã qua nguy hiểm chưa? Tôi không dám trả lời, nhưng nếu nó vào đây trễ chừng vài tiếng đồng hồ, chắc chết vì bị xuất huyết nội. Ngữ rùng mình vì từ chết thoát ra khỏi miệng cô y tá. Anh cúi xuống nhấp nhởm bên giường. Mãi đến khi cô ta yêu cầu anh đến lần thứ hai, Ngữ mới đứng dậy đi ra ngoài. An Hạ hỏi ngay khi thấy anh, nó thế nào rồi? Vẫn còn ngủ, chắc đã qua nguy hiểm, em đừng sợ. Giọng cô bứt rứt, sao họ không cho bố mẹ vào với con mình, lỡ có chuyện gì? Liên cao mày, chuyện gì chứ, em chỉ dỗi nghĩ quẩn. Chị vừa dứt lời, từ ngoài một người đàn ông bế con trên tay hớt hải chạy vào la inh ỏi, cứu con tôi với, cứu con tôi với bác sĩ ơi. Theo sau ông là bà vợ mặt tái xanh không còn chút máu. An Hạ ngồi phịch xuống giọng đều đều, anh biết không, lúc nãy em cũng la hét như anh ta. Có con mới biết thương biết quý. Giờ lúc này ngoài An Nhiên ra em không cần gì hết, không muốn gì hết. Ngữ nói, anh hiểu ý em, nhưng nó là con anh, anh sẽ lo cho nó mà, không làm tổn thương đến em và Dũng. An Hạ gay gắt, nó là con tôi, anh không là gì đối với nó cả. Nếu có chăng, anh chỉ là một người lạ mua cho nó con gấu vì muốn chứng tỏ mình thừa tiền. Anh muốn làm bỉ mặt Dũng. Ngữ kêu lên, nói vậy mà nghe được sao hả? Lẽ nào anh là hạng người nhỏ nhen đó? Liên vội vàng chen vào, hai người điên hết nên mới cãi cọ khi con mình đang mê man trên giường bệnh. An Hạ quắt mắt lên, ai bảo chị gọi anh ta tới? Em đã không muốn gặp mặt kia mà. Liên nghiêm nghị, lúc con nhỏ thập tử nhất sinh, em phải là người mẹ vô lương tâm, mới không muốn cho con gặp mặt cha. Em giận cậu Ngữ thế nào chị không cần quan tâm, nhưng bé Nhiên nó vô tội, do đó điều phải làm chị đã làm rồi. Biết đâu nhờ ba nó tới, nó sẽ tai qua nạn khỏi không chừng. An Hạ cười gằn, làm gì có chuyện thiêng liêng ấy. Anh chưa bao giờ tự nhìn ra An Nhiên là con mình, trong khi con bé giống ảnh như đúc. Ngữ thản nhiên, em muốn trách anh, trách gì cũng được, miễn sao cho anh ở kế bên con là tốt rồi. An Hạ tránh ánh mắt của Ngữ. Cô biết mình vô lý khi cố tình kiếm chuyện với anh, nhưng cô không làm khác được. Từ hôm An Nhiên bệnh đến nay, đầu óc của Hạ lúc nào cũng căng như sợi dây đàn. Chỉ cần chạm nhẹ vào thôi, nó sẽ vang lên ngay những âm thanh khó nghe như vừa rồi. Giọng Ngữ trầm hẳn xuống, lúc nãy đứng kế bên con,
nhìn gương mặt trong sáng tựa thiên thần của nó. Anh bồi hồi khi ý thức được mình đã có một đứa con gái. Lẽ ra anh đã phải ở bên khi nó sinh ra. Đáng lẽ anh phải nhìn thấy những bước đi chập chững đầu tiên và được nghe tiếng gọi ba đầu tiên của nó. Ngữ khổ sở nói tiếp, đáng lẽ anh phải có khi nó khóc, nhưng anh đã không ở bên cạnh con và anh cảm thấy có tội. An Hạ mỉa mai, chị cảm thấy thôi sao? Anh thật sự có tội với mẹ con tôi và tôi không bao giờ tha thứ. Ngữ chậm chạp nói, anh không mong em tha thứ. Vậy anh về đi, mẹ con tôi không cần anh. Liên khó chịu, em cố chấp quá An Hạ. Trong phòng bỗng vang lên tiếng hét thất thanh, rồi tiếng người la khóc, làm Hạ và Ngữ hoảng hồn chạy lại nhìn vào cửa kính. Đứa bé mới được đưa vô không cứu được, mẹ nó la hét như bị động kinh. An Hạ bủng rủng tay chân, ngồi bệt xuống đất. Ngữ đỡ cô dậy, ôm chặt vào lòng. Bình tĩnh đi em, con mình không sao đâu, con nhất định không sao. Nghe người mẹ đau khổ khóc tức tưởi vì mất con, Hạ sụp sùi khóc theo. Cô để mặc Ngữ vỗ về mà không đuổi anh nữa. Lần đầu tiên từ khi sinh An Nhiên đến nay, An Hạ thấy mình thật sự được chia sớt nỗi lo lắng với một người khác về con bé. Nó là máu thịt của Ngữ, cái lo của Ngữ cũng nặng nề thấp thỏm như cái lo của Hạ lúc này. Anh chắc hiểu được lòng cô. Sao cô trách anh hoài vậy? Bỗng dưng Hạ bẹo bạo nói, qua trận bệnh này, nếu anh muốn cứ đến thăm con, em không ngăn đâu. Chị giái trời cho con không sao. Ngữ vuốt nhẹ tóc của cô. Nó là con gái anh, nó nhất định không sao. Hạ im lặng. Cô đẩy anh ra rồi loạn choạn bước đến ghế. Ngữ nói, cứ ngồi đó, anh vào thăm con. Dứt lời, Ngữ hăm hở đẩy cửa phòng. Anh đi nhanh đến mức các cô y tá không ngăn lại kịp. An Hạ thở dài. Nãy giờ cô cáo gắt nặng nhẹ với Ngữ vì cô muốn dối chính mình, muốn khẳng định rằng mình đã thôi yêu anh, không cần đến anh. Nhưng khi Ngữ ôm cô vào lòng, Hạ đau đớn nhận ra mình vẫn còn yêu, mãi yêu và cần có anh biết bao nhiêu. Ngữ là cha của An Nhiên, không ai ngoài anh có thể yêu thương và lo lắng cho nó hơn được nữa. Nếu muốn An Nhiên có cha ruột như bao đứa trẻ khác, cô phải làm cách nào cho Ngữ bỏ Diệp Trúc quê về với mình. Nhưng ngay lúc An Nhiên đang trong cơn thập tử nhất sinh, Hạ lại nghĩ tới chuyện đoạt chồng của người khác thì có quá bất nhân không? An Hạ thoát rùng mình khi nghe cô y tá gọi lớn, mẹ của bé An Nhiên đâu, vào ngay. Hạ vội vàng chạy ùa vô phòng. Mắt cô mở trân trân khi thấy Ngữ đang xốc con bé lên. Nó đang ói và trời ơi, nó ói ra toàn máu. An Hạ xây sẫm mặt mày. Cô cố bước đến bên con, nhưng mà cái giường của nó sâu xa quá. Hạ cố với, nhưng mọi vật xung quanh cô bỗng chập chờn hư ảo. Cô gọi An Nhiên thật to và nghe tiếng mình tan ra, rồi hút vào cõi sâu thật tăm tối. Bưng ly sữa lên, Ngữ dỗ dành, ráng uống thêm chút nữa đi Hạ, nếu không em lại xỉu thì khổ. Một mình anh lo cho hai mẹ con không nổi đâu. Em uống nhiều lắm rồi, thêm chút nữa đâu có sao. Đỡ ly sữa, Hạ mím môi uống một hơi. Ngữ mỉm cười hài lòng, vậy phải ngoan không? An Hạ gượng gạo, em đã qua cái thời mê nghe những lời đường mật của anh rồi, để dành mà dụ con. Ngữ nhấp nháy mắt, anh luôn nghĩ bụng sẽ dụ cả hai mẹ con, anh tưởng dễ lắm sao? Càng khó anh càng quyết tâm, và anh tin mình sẽ có cơ hội. Bữa nay con ra khỏi phòng cấp cứu, niềm tin của anh càng ngày càng lớn. An Hạ lảng sang chuyện khác, bé Nhiên nó bớt nhiều rồi, sau giờ làm việc anh nên về nhà nghỉ ngơi, không cần phải vào đây. Em đuổi anh sao? Đâu có, em chỉ nhắc anh thôi. Người ta mà biết anh ở đây thì khổ em với con. Ngữ nhíu mày, người ta à? Anh đang muốn gặp hắn để mắng một trận đây. Không ngờ Dũng tệ đến thế, mấy ngày liền không thèm ghé thăm An Nhiên. Dù sao con bé cũng gọi hắn là bố mà. An Hạ nhếch môi, anh thừa biết người em muốn nói không phải là Dũng, vậy mà còn lôi ảnh vào làm chi? Ngữ ngạc nhiên, không phải là Dũng thì là ai? An Hạ cúi xuống kéo mền đắp cho An Nhiên. Cô không trả lời Ngữ vì chưa đoán được anh đang nghĩ gì,
Mấy ngày nay cả cô lẫn anh đều cố tránh nhắc tới Dũng và Diệp Trúc. Hai người chỉ lo cho bé Nhiên. Ngoài ra, không ai nói đến cuộc sống của mình, dù cả hai đều rất muốn biết nhiều hơn nữa về nhau. Ngữ chợt thở dài. Em không thể sống như vậy mãi. Em cần có một công việc ổn định để nuôi con. Không đi làm là phải lệ thuộc vào Dũng. Hắn sẽ làm khổ em suốt đời. Mà anh thì không chịu nổi điều ấy. Anh sẽ tìm việc cho em. An Hạ mím môi. Với em, quầy mỹ phẩm đó đủ sống rồi. Ngữ lắc đầu. Quầy ấy vốn liếng chả bao nhiêu, lại phải hùng hạp với chị Liên nữa. Em không thể vươn lên nổi nếu không nắm được quyền quyết định trong công việc làm ăn. Em bằng lòng với cái đang có. Chị Liên là người đã cứu mẹ con em. Có thua thiệt một chút, em vẫn chưa trả hết ơn nghĩa cho chị ấy. Ngữ nhíu mày. Em nói vậy là sao? An Hạ thản nhiên. Có sao đâu. Khi em bị ruồng bỏ với cái thai trong bụng, chị Liên đã cưu mang em, sau đó vun đắp cho em và Dũng. Với anh, điều ấy có thể vô nghĩa, nhưng với em là khoảng đời không bao giờ quên, là ơn nghĩa luôn luôn phải nhớ. Ngữ nhìn sâu vào mắt cô. Em và Dũng không hạnh phúc, tại sao chúng ta không làm lại từ đầu? An Hạ chậm chạp trả lời. Tất cả quá muộn rồi. Dù rất hạnh Diệp Trúc, em cũng không thể làm nó khổ. Lại Diệp Trúc, em đang nghĩ đi đâu vậy hả? Chưa kịp trả lời Ngữ, An Nhiên chợt thấy Dũng bước vào. Anh ta hơi khựng lại, nhưng sau đó mau chóng lên tiếng trước. Thì ra có cả ngài phó giám đốc ở đây. Không ngờ ông quan tâm đến An Nhiên dữ như vậy. Sự xuất hiện của tôi không phiền hai người chứ? Ngữ nhìn Dũng lơm lơm. Thái độ khiêu khích của anh ta làm Ngữ nổi nóng. Nhưng nghĩ tới mẹ con An Hạ, anh cố dàn lòng. Đứng dậy, Ngữ lịch sự chìa tay ra. Nhưng Dũng giả vờ không thấy. Anh ta bước tới bên An Nhiên và gọi. Bố đến thăm con nè bé Nhiên. An Hạ vội ngăn lại. Nó mới vừa ngủ, anh đừng làm cho nó thức. Hôm nay con bớt nhiều lắm rồi. Dũng cười khẩy. Ở nhà anh cứ lo cho mẹ con em, lên đây mới biết cái lo của mình thừa đi. Ngữ nhỏ nhẹ. Anh nghĩ vậy là lầm. Đâu có ai lo cho vợ bằng chồng. An Hạ rất cần có anh. Dũng nạt ngang. Nè, định mai mỉa tôi đấy à? Tôi đâu đủ điều kiện làm chồng An Hạ. Cô ta chỉ coi tôi như một bức bình phong rẻ tiền. An Hạ kêu lên. Anh nói như thế ở đây làm gì? Dũng nhún vai. Anh chỉ nói sự thật, sao em lại khó chịu? An Hạ nhìn Ngữ, giọng vang vĩ. Xin lỗi anh, chúng tôi cần nói chuyện riêng. Ngữ gật đầu rồi lặng lẽ bước ra ngoài. An Nhiên bỗng cựa mình gọi. Chú Ngữ. Ngữ lúng túng dừng lại. Chú đây. Không cho chú đi đâu. Ngữ mỉm cười. An Nhiên ngoan, cô bố đến thăm kìa, chú phải đi làm chứ. Con bé cong môi. Bố Dũng thấy ghét con không thèm. An Hạ nghiêm mặt. Không được hổn như vậy. Nhiên thúc thích khóc, làm Ngữ nhói lòng. Hiểu rằng đứng lại chỉ làm Hạ khó xử hơn, anh quậy quả bỏ đi. Dũng cúi xuống. Sao lại ghét bố Dũng hả? Không thèm trả lời, An Nhiên quay mặt vào vách. Tay mân mê con búp bê nhỏ xíu nhưng tuyệt đẹp. An Hạ chẳng buồn dỗ. Cô nhìn xuống sân, thấy Giả Ngữ đi một mình trong tội làm sao. Anh vẫn tưởng Dũng và cô là vợ chồng. Lẽ nào anh vô tình đến thế? Giọng của Dũng có vẻ buồn. An Hạ, anh không có chút hy vọng gì về em hết có phải không? Cô thở dài. Hôm trước em đã nói rất rõ với anh, mình không hợp nhau. Em sẽ không mang đến hạnh phúc cho anh, vì thật lòng em chưa quên được Ngữ. Tốt nhất chúng ta cứ xem nhau như bạn. Dũng nói. Nhưng Ngữ cũng đâu mang hạnh phúc đến cho em. Khi anh ta đã có gia đình rồi, đừng dại dột tin rằng Ngữ sẽ bỏ vợ để cưới em. Thật lòng anh không muốn em phải khổ lần nữa vì người đàn ông từng phụ bạc mình. An Hạ ậm ừ. Ngữ chưa hề đề cập chuyện này với em, và em cũng không mong nó xảy đến. Khi đã biết An Nhiên là con mình, anh sẽ dựa vào con bé để làm mềm tim của em. Anh hiểu chuyện ly dị đối với Ngữ chẳng khó khăn gì, nhưng em tưởng vợ anh ta sẽ để em yên sao? Chỉ gặp một lần, nhưng anh thấy người đàn bà đó không đơn giản chút nào. An Hạ rầu rĩ gục đầu. Anh nhận xét đúng. Diệp Trúc là bạn em mà,
vì cô ta nên em và Ngữ đã xa nhau. Dũng ngạc nhiên. Vậy sao? Nếu thế cô ta không đợi nào để mất Ngữ. Anh thật sự lo cho em. Lỡ như biết mấy hôm nay Ngữ vào đây, nhất định cô ta sẽ dạo theo và làm ầm lên. Lúc ấy sẽ thế nào khi không có tấm bình phong rẻ tiền này bên cạnh? An Hạ gượng gạo. Anh đừng nói như thế. Em chưa bao giờ xem anh là bình phong. Dũng bắt bẻ. Thế sao tới bây giờ em vẫn chưa nói rõ quan hệ giữa chúng ta với Ngữ? An Hạ ngập ngừng. Tại ảnh không hỏi. Đó đâu phải là lý do. An Hạ khổ sở. Em xin lỗi, nhưng em không biết phải nói thế nào với Ngữ. Dũng cười nhạt. Em phải suy nghĩ và nói thật đi. Nếu Ngữ còn yêu em, anh ta phải bỏ vợ, trở về lo cho em và An Nhiên. Còn như không làm được điều này, Ngữ không có quyền đeo đuổi làm khó em nữa. Anh về đây kẻo muộn. Dứt lời, Dũng te te đi một nước. An Hạ sững sờ nhìn theo. Chuyện gì sẽ xảy ra khi vở kịch cô đóng duy nhất cho Ngữ xem rồi sẽ phải hạ màn? Bồn chồn rây rứt, cô cúi xuống bế An Nhiên lên. Có nó, lòng Hạ chợt thanh thản đôi chút. Trong tình yêu không có chuyện nhường nhịn. Nếu anh và cô vẫn còn quá yêu nhau, thì tại sao phải vì kẻ thứ ba độc ác đó mà phải sống xa nhau? Lúc nãy chính Ngữ đã tha thiết đề nghị hãy làm lại từ đầu mà. Lẽ nào cô không vì An Nhiên mà tha thứ sai lầm Ngữ đã phạm? Cô không muốn con gái mình có cha hay sao? Đang suy nghĩ lung tung thì cô y tá bước vào. Nhìn thấy cô ta, An Nhiên ôm Hạ cứng ngắc. Con không chết, con không chết. Chú Ngữ ơi, cứu con với. Bật cười vì lời kêu cứu thảm thiết của An Nhiên, cô y tá dọa. Còn la nữa là cô chích cả chú Ngữ của con đó. Mau theo mẹ sang phòng khác rộng hơn. An Hạ ngạc nhiên. Sao lại phải chuyển phòng vậy cô? À, tại em bé đỡ rồi, nhường phòng này cho người bệnh nặng hơn. Bộ chị không muốn nó mỗi ngày một khỏe à? An Hạ lắc đầu thật nhanh. Dạ đâu có. Vậy thì mau lên, tôi phụ cho một tay. Vừa nói cô y tá vừa xách giỏ quần áo, bưng bình thủy đi trước. An Hạ bế An Nhiên theo sau. Sang dãy hành lang khác, cô ta dẫn mẹ con Hạ vào một căn phòng đầy giường bệnh. An Hạ lo lắng. Chuyển phòng bất ngờ như vậy, người nhà làm sao biết mà tìm? Chị khéo lo, chúng tôi nắm danh sách bệnh nhân, ai không biết thì hỏi chứ. An Hạ im lặng, đặt An Nhiên xuống giường. Hôm kia Liên đã về quê lo buôn bán, mọi việc dòng ngoài vô một tay Ngữ chạy. Anh mua thuốc, mua hộp cơm, đổ nước sôi, mua đồ chơi, đủ mọi thứ cho An Nhiên. Ở đây ai cũng nghĩ cô và anh là vợ chồng nuôi con bệnh. Nhiều người tấm tắc khen con gái giống cha, giàu ba họ. Những lúc đó ánh mắt của Ngữ ngời lên niềm hạnh phúc và hãnh diện, trong khi lòng Hạ lại dâng lên đầy chua chát. Giọng An Nhiên nheo nhéo vang lên. Chú Ngữ ơi, chú Ngữ đâu hả mẹ? Hạ dịu dàng. Chú Ngữ đi làm rồi, tối chú sẽ vào với con, bây giờ ngủ đi. An Nhiên lắc đầu. Con thức chờ chú Ngữ. Hạ ngập ngừng. Chú Ngữ và bố Dũng, con thích ai hơn? Bố Dũng uống rượu rồi đem con bỏ vào hội chợ, con ghét bố Dũng. Mình về nhà chú Ngữ ở nghe mẹ, ở đó vui lắm. An Hạ kêu lên. Ai bảo con nói thế? An Nhiên lấm lét khi thấy Hạ có vẻ giận. Chú Ngữ. Thì ra những lúc chỉ có hai cha con, Ngữ đã gieo vào đầu An Nhiên những ước muốn của mình. Ngữ bây giờ khác xưa nhiều quá. Anh đã biết dè dặt cân nhắc trước tình yêu, chứ không như trước kia, khi yêu thì bất chấp trở ngại, anh lao vào cho đến khi đạt được mục đích mới thôi. Ngày đó An Hạ đã bị cái lì lợm của anh chinh phục. Bây giờ thái độ dè dặt của anh làm Hạ bồn chồn khó hiểu. Cô chăm chú nhìn An Nhiên. Chú Ngữ còn nói gì nữa? An Hạ lắc đầu. Con bé buồn hiu nằm bú tai. Cái tật xấu này vẫn hay bị la rầy. Nhưng mà hôm nay cô không nỡ mắng con. Nó đang ốm và đang nhớ cha ruột của mình. Cô thương con biết bao và cũng thương thân mình biết mấy. Thời gian chậm chạp trôi qua. Chiều lắm rồi vẫn không thấy Ngữ vào. An Nhiên cựa mình khát nước. Pha ly nước chanh, cô ép nó uống. Được vài ba hớp, con bé lại hỏi. Chú Ngữ đâu mẹ? An Hạ vỗ về.
chú sắp vào rồi, con uống hết đi. An Nhiên lắc đầu. Hạ phủ về. Mẹ mua cháo cho con nhé, chú Ngữ mua con mới ăn. Rồi An Nhiên nắm tay mẹ lắc mạnh. Mẹ kể chuyện dê trắng dê đen đi mẹ. Chiều ý con, cô chậm rãi cất giọng và không sao tập trung vào lời mình kể. Hết chuyện này, Hạ kể sang một câu chuyện khác. An Nhiên ngủ lâu rồi vẫn không thấy Ngữ vào. Bụng đói cồn cào, mắt cứ qua lên vì mệt. Cô gửi bé Nhiên với những người nuôi bệnh gần đó, rồi ra cổng mua bánh mì. Sợ Ngữ không biết mình đã chuyển nơi khác, Hạ cẩn thận ghé phòng bệnh cũ, nhờ nhắn với anh, rồi mới trở về. Trên giường bé Nhiên vẫn ôm con thỏ nhồi bông ngủ say. Hạ ngồi xuống kế bên, cô nuốt miếng bánh mì khô khốc. Lẽ nào Ngữ nghĩ rằng Hạ đã có dũng, nên chiều nay anh bỏ mặc mẹ con cô. Nếu đúng vậy, cô đâu thể trách Ngữ được. Anh tránh mặt vì không muốn Dũng nổi cơn ghen đó thôi. Chính cô nhiều lần đã đem Dũng ra làm lá chắn cho mình, sao bây giờ lại khổ sở. Cô đúng là mâu thuẫn đến buồn cười. Để khúc bánh mì ăn dở lên góc tủ, Hạ mệt mỏi nằm xuống kế bên con và ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Mãi đến khi có cảm giác tê rần ở chân, Hạ mới giật mình. Hơi nhổm dậy, cô bồi hồi thổn thức khi thấy Ngữ đang ngồi ngủ gục trên chân mình. Tay run rẩy, Hạ vuốt nhẹ lên tóc anh. Vừa lúc Ngữ cũng thức giấc, anh nắm lấy tay cô siết nhẹ. Lần đầu sau bao nhiêu năm xa cách, An Hạ để mặc cảm xúc trào dâng. Trái tim phập phồng theo ánh mắt đắm say của Ngữ. Cô biết mình không thể mất anh một lần nữa, nhưng làm cách nào để được có nhau, An Hạ chưa nghĩ ra được. Cô mấp máy đôi môi vì xúc động. Em tưởng tối nay anh bỏ mẹ con em luôn rồi. Ngữ thì thầm. Ai lại bỏ lẽ sống của đời mình chứ. Anh bận tí chuyện nên vào muộn. Bù lại đêm nay anh sẽ ở lại và thức canh chừng con cho em ngủ, vì anh biết Dũng đã về rồi. An Hạ kêu lên. Anh bỏ nhà đi đêm như vậy không được đâu. Ngữ cười buồn. Sao lại không được, khi mấy năm rồi hầu như tối nào anh cũng bỏ nhà đi nhậu hết. An Hạ ngạc nhiên. Diệp Trúc không nhận anh à? Ngữ lau mắt lên. Cô ta mà dám. Anh không muốn em nhắc đến Diệp Trúc nữa. Giọng An Hạ khô khan. Dù sao Trúc cũng là vợ anh, em không nhắc làm sao được. Ngữ nhíu mày. Vợ anh? Ai nói với em thế? An Hạ ấp úng. Chính Diệp Trúc nói với em trước khi chúng ta gặp nhau trong hội chợ. Và em đã tin cái lưỡi rắn độc của cô ta, nên lâu nay vẫn oán trách anh. An Hạ chua chát. Chưa em biết tin ai. Khi ngày xưa anh đã say đắm hôn Trúc trước mặt em, rồi mới đây trong hội chợ, Trúc xuất hiện kế bên anh với những lời của một bà vợ rất được chồng yêu. Ngữ ngắt lời cô. Từ lúc xa em tới nay, anh không có người đàn bà nào hết. An Hạ nghe tim đập hỗn loạn. Thật không? Ngữ im lặng gật đầu. Bỗng dưng An Hạ vùi mặt vào vai Ngữ. Cô khóc nấc lên vì mừng, nhưng anh lại hiểu lầm những giọt nước mắt sung sướng của Hạ. Ôm Hạ trong tay, Ngữ thầm thì. Nín đi Hạ, tìm được em rồi, anh không để mất nữa đâu. Sống với Dũng không hạnh phúc thì ly dị đi. Anh lúc nào cũng yêu em, bây giờ còn có cả con nữa. Chúng ta đâu thể thiếu nhau được. Trở về với anh đi Hạ. Lòng rộn ràng còn hơn nghe lời nói yêu lần đầu. Nhưng An Hạ vẫn đủ bình tĩnh để thử Ngữ. Anh không oán trách việc em đã có chồng sao? Im lặng thật lâu, Ngữ mới nói. Chính anh đã đẩy em vào tay của người khác mà. Anh chỉ giận mình thôi. Hồi đó bên Nhật, anh lao vào việc học như một thằng điên để cố quên. Anh không cho phép mình rảnh rỗi dù chỉ một giờ. Nhờ vậy, anh đã đạt được điểm cao nhất ở cuối khóa. Công ty cho anh học tiếp nửa năm nữa, và anh lại vùi đầu vào sách vở. Suốt một năm ròng, Diệp Trúc đã gửi cho anh rất nhiều thư. Anh không hề coi cũng chẳng hồi âm. Đôi lúc anh thấy tội vì đã xem cô ta như một công cụ nhằm chọc tức em. Nhưng vì không yêu, anh không muốn dây dưa trong quan hệ. An Hạ ấm ức hỏi tới. Nhưng tại sao Trúc lại kè kè bên anh thế? Ngữ ngập ngừng. Trúc làm chung công ty với anh. Hạ cao giọng. Chứ không phải là thư ký riêng hay trợ lý của ngài phó giám đốc chứ? Ngữ nâng cằm Hạ lên. Em quan tâm đến chuyện đó lắm à? Đẩy tay anh ra, cô lảng đi. Không, nhưng tại sao
anh biết em bị oan. Diệp Trúc nói à, đời nào cô ta hé môi về tội lỗi của mình. Vậy ai nói với anh? Ngữ buông thõng. Anh Thành, em không ngờ chứ gì. Hạ gật đầu. Từ lâu cô đã quên ông ta, nay nghe Ngữ nhắc đến, Hạ bỗng thấy ớn lạnh. Cô ấp úng, sao ông ta tốt thế? Ngữ dịu giọng, chắc tại anh ấy yêu em thật. An Hạ nóng bừng người. Anh đừng có đùa. Ngữ gấp rút, anh đâu có đùa, chính miệng anh Thành nói thế mà. Ngập ngừng một chút, Ngữ tiếp. Có một lần vào quán nhậu, anh gặp anh Thành đang uống một mình trong cô đơn, buồn bã. Anh ngồi cùng bàn, ảnh có vẻ vui. Hôm đó hai người uống nhiều lắm. Anh ta say khướt nhưng không chịu về nhà và luôn mồm nói xấu cô Hồng. Ảnh than rằng lâu nay sống không hạnh phúc. Anh đã sai khi cưới người đàn bà mà mình không yêu. Khổ hơn nữa người ấy đã làm nhiều tội lỗi. An Hạ chớp mi. Chú Thành lên án vợ mình sao? Ngữ gật đầu. Anh ngạc nhiên vô cùng khi nghe nói cô Hồng làm nhiều tội lỗi. Chưa kịp hỏi, anh Thành đã lè nhè kể hết mọi chuyện. Nghe xong, anh muốn điên lên được. Anh đau đớn gấp trăm lần so với lúc nhìn thấy Tiến đang ôm em trong tay. Thì ra anh đã lầm. Người anh yêu không hề phản trắc. Ngược lại, chính anh đã từng ruồng rẫy người ta. Hơn 2 năm rồi, cuộc đời dâu bể, biết tìm em ở đâu? Giọng An Hạ rưng rưng. Nhưng anh có tìm em không? Ngữ ngậm ngùi. Có chứ. Anh về quê em và oái âm thai. Anh gặp lại Tiến. Hắn bị tàn phế sau một trận đua xe. Suốt ngày chỉ ngồi trên xe lăn và uống rượu. Gặp anh, Tiến có vẻ ân hận. Hắn tự động thú nhận chuyện mình đã làm. Qua lời Tiến anh mới biết rõ hơn. Thì ra là chính Diệp Trúc đã chủ động gặp Tiến, rồi cùng với cô Hồng. Cả ba người đã diễn một màn kịch hết sức thâm độc nhằm chia cách chúng ta. Tiến còn nói rõ cô Hồng dặn chỉ hành động ngay ngày anh ra sân bay để em không có cơ hội giải thích và anh không có thời gian suy nghĩ kỹ. Ngữ cười khẩy. Thì ra cô Hồng quá hiểu con người của anh. Cô làm việc này vì ghen em với anh Thành. Diệp Trúc thì muốn chiếm được anh, còn Tiến lại muốn trả thù khi yêu mà không được đáp lại. An Hạ cười buồn. Chúng ta vô tư quá nên trở thành nạn nhân của họ. Suốt bao nhiêu năm chỉ oán trách nhau. Ngữ trầm tư. Sau đó không lâu, anh ghé công ty của Trí với hy vọng hỏi thăm được tin tức của em. Gặp anh Trí thì mới biết Thủy Tiên cũng có phần tham gia vào vở kịch này. Chính Thủy Tiên đã đưa thuốc ngủ cho cô Hồng, rồi sau đó cô ta đã đuổi việc em lúc Trí đang đi nước ngoài. Nhưng em có thù oán gì với cổ đâu. Ngữ ngao ngán. Thủy Tiên ghen em và Trí nên cô ta mới làm như thế. Cũng vì việc này mà Trí đã bỏ cô ta. An Hạ chép miệng. Nghiêm trọng như vậy sao? Ngữ nói tiếp. Anh Trí cho rằng Thủy Tiên không có quyền hại em và đuổi em, vì đó là việc bất nhân. Ảnh không chấp nhận một người vợ có tâm địa hẹp hòi dám dẫm chân lên công việc của ảnh. Chống tay dưới cằm, Hạ thẫn thờ. Những kẻ có thủ đoạn xấu xa đều phải trả giá. Họ không được hạnh phúc như ý muốn. Thật đáng tiếc. Ngữ tức tối. Nhưng chúng ta lại là nạn nhân. Chúng ta còn khổ hơn họ nhiều. Phải ngày đó anh bình tĩnh hơn, khôn ngoan hơn, thì con anh đâu gọi người khác là bố, và anh đâu mất em. Ủ hai tay Hạ trong tay mình, Ngữ tha thiết. Sau khi gặp lại em, suốt một tháng trời anh cứ ngơ ngơ ngáo ngáo như người mất hồn. Cứ nhớ tới dáng em đơn độc đạp xe chở An Nhiên vào con hẻm tối mù. Anh không tài nào làm việc được. Anh ân hận, anh ăn năn, anh hối tiếc, anh bất lực trước định mệnh. Khi biết An Nhiên là con gái của mình, anh càng bị dày dò và rây rứt. Hôm con bé ói ra máu, anh tưởng mình không sống được. Lần đầu tiên trong đời anh biết sợ một cái gì vô hình mà anh không thể giải thích. Nghĩ cho cùng, bao nhiêu năm nay em oán anh cũng đúng. Thật sự anh không xứng đáng với em và con. An Hạ trùng giọng. Em không trách anh đâu. Chỉ tiếc là định mạng đã lôi chúng ta đi mỗi người mỗi ngã. Ngữ vang lên. Không phải định mạng an bài, mà bàn tay độc ác nhỏ nhen của con người đã chia cắt chúng ta.
Anh không cam tâm đâu Hạ. Em phải được hạnh phúc, An Nhiên phải sống với anh. Ngày xưa anh mồ côi cha, anh không muốn con mình sống với bố ghẻ. An Hạ cắn môi. Vậy em sẽ giao con lại cho anh. Em đành đoạn vậy sao? Đó là cách duy nhất em có thể làm được cho con. Sống với anh, nó có điều kiện để sung sướng hơn. Ngữ khó khăn nói tiếp. Nhưng em thì sao? Với Dũng, em sẽ khổ mãi. An Hạ, quay về với anh đi. Em ly dị đi. Nhìn thẳng vào Ngữ, Hạ nhếch môi. Anh xúi em bỏ chồng mà. Ngữ khổ sở gục đầu. Hai người bỗng rơi vào im lặng. Căn phòng quét vôi trắng với những chiếc giường kê săn sát bỗng lạnh ngắt vì mùi ete. Mùi thuốc đặc biệt chỉ có ở trong nhà thương. Ngữ biết mình quá vội vàng và ích kỷ khi nói như thế, nhưng anh không thể chần chờ được nữa. Giọng trầm xuống đầy thuyết phục. Ngữ nhỏ nhẹ. Nếu còn yêu anh và dì bé An Nhiên thì đó là con đường buộc lòng em phải đi qua. Không hợp nhau, ly dị là cách tốt nhất để tìm được hạnh phúc mới. Anh sẽ chờ em. An Hạ hùng hồn. Em chỉ có một người chồng, dù ảnh đối với em thế nào đi chăng nữa, em cũng không bao giờ ly dị. Ngữ sững người vì câu tuyên bố của cô. Anh đứng dậy chậm chạp bước ra hành lang. An Hạ tần ngần nhìn theo. Có lẽ cô quá ác khi nói với Ngữ như vậy. Nhưng nếu rất yêu cô, sao Ngữ không tìm hiểu xem lý do gì khiến Hạ nói như thế? Một chút giận dữ trẻ con bỗng nhúm lên trong hồn của Hạ. Cô nằm xuống ôm An Nhiên vào lòng với nỗi ấm ức. Ngày xưa anh lì lắm mà, sao bây giờ dễ nản chí đến thế? Nằm đợi mãi vẫn không thấy Ngữ vào canh chừng bé Nhiên, cho cô ngủ như đã nói. An Hạ sốt ruột ngồi dậy, tấn thêm một cây gối cho An Nhiên. An Hạ nhẹ nhàng đi ra sân. Trên ghế đá bệnh viện, Ngữ đang ngồi với đốm lửa đỏ trên môi. Đến kế bên anh, cô hỏi: anh không còn gì để nói với em sao? Ngữ nhẹ nhẹ lắc đầu. An Hạ nói: anh không thắc mắc tại sao em không chịu ly dị với chồng mà. Búng tàn thuốc vào bãi cỏ, Ngữ mệt mỏi. Tại sao? Em nói đi. Giọng An Hạ lạc hẳn đi vì xúc động. Cho đến bây giờ, người em luôn nghĩ là chồng mình duy nhất chỉ có ba ruột của bé Nhiên. Bao nhiêu năm nay em không được sống bên anh ta, nhưng đó đâu thể nào là lý do để em phải đoạn tuyệt với ảnh. Em chưa khi nào là vợ ai ngoài vợ của ảnh cả. Mắt Ngữ sáng rực lên. Anh gấp rút hỏi: em vừa nói gì? Hạ nhìn anh. Em nói rất rõ, lẽ nào anh không hiểu? Lẽ nào vẫn chưa nhận ra Dũng chỉ là tấm bình phong của em? Ngữ ngơ ngác mất mấy giây. Trời ơi, sao anh ngốc thế chứ? Một tích tắc sau câu vừa nghe, Hạ đã thấy mình nằm gọn trong tay của Ngữ. Anh nghẹn ngào siết cô mạnh đến mức Hạ biết đau. Ngữ không ngớt gọi tên cô và hôn cô thật lâu với nụ hôn đẫm nước mắt của cả hai người. Khoảng thời gian tối tăm của quá khứ đã vĩnh viễn trôi qua. Vĩnh viễn, nó sẽ không trở lại nữa. An Hạ thì thầm: mình vào với con đi anh. Ngữ âu yếm đỡ Hạ đứng lên. Phía cuối chân trời, bình minh cũng vừa ló dạng. Một ngày mới sắp bắt đầu.